Những ngày tháng 8 khi không khí trung thu về trên khắp phố phường cũng là lúc xưởng sản xuất lân sư rồng của hai chàng trai trẻ quê Hưng Yên tất bật rộn ràng. Từ những người yêu võ thích trình diễn múa lân sư rồng sau nhiều năm bôn ba, hai chàng trai trẻ quyết tâm gắn bó với nghề truyền thống lân sư rồng trên mảnh đất quê nhà. Nói chung là nó là cái cơ duyên thì mình với cả bạn Hoàng Trung ấy, nó là xuất phát điểm từ cái niềm đam mê lân sư rồng, sau đó anh em chơi lân. Thì khi mình chơi rồi là nói chung là khi mình chơi mình múa một con lân, mình tìm một cái đầu lân mình mua ấy thì về nó không ưng ý, với cả mình muốn truyền tải nó, tại vì mỗi một cái câu lạc bộ múa lân ấy họ có một cái gì đó riêng riêng, thì mình muốn làm cái gì riêng của mình, thế là anh em muốn làm cái gì riêng cái cỏ mình đó, thì bắt đầu anh em mới tập trung lại, thì bắt đầu là nghiên cứu rồi là đi học hỏi một số cái cơ sở khác nữa. Thì xong anh em tập trung để làm đến cái đầu lân đó. Ngoài ra thì mình thấy là có nghĩa là cái thị hiếu của giới trẻ bây giờ thì họ cũng đam mê đến cái bộ môn dân gian truyền thống về lân sư rồng, thì từ đó thì anh em làm, xong đó anh em phát triển thêm để phục vụ niềm đam mê lân sư rồng cho giới trẻ. Trong khu xưởng, những đầu lân rồng rực rỡ được thực hiện dưới những bàn tay khéo léo tài hoa của người thợ. Để làm một đầu lân thì mình có rất nhiều công đoạn, nhưng mà công đoạn quan trọng nhất là công đoạn đan sườn này. Nó như làm cái nền móng của cái đầu lân ấy, thì cái sườn này người thợ đan có cứng có tốt thì con lân lên mới đẹp và có hồn và chắc chắn được. Sau đó là mình sẽ đến công đoạn dán cạc giấy và cuối cùng là vẽ và lên lông. Để mà hoàn thiện và từ đầu đến cuối một con lân này thì thường thường là phải mất tầm 3 ngày. Các bạn sẽ chia làm nhiều công đoạn khác nhau. Và cái nghề làm lân này thì chủ yếu là yêu cầu các bạn phải có tính kiên nhẫn, cần cù kiên nhẫn là chính. Tỉ mỉ, cẩn thận và kiên nhẫn từng miếng dán, lớp keo hồ cho tới từng nét vẽ, trải qua nhiều công đoạn, bằng niềm đam mê, những sản phẩm hoàn thành của xưởng sản xuất Bạch Hồ được phân phối đến khắp các tỉnh thành, đặc biệt trong dịp trung thu càng thêm tấp nập. Cơ sở của bên mình thì hiện tại thì là đơn đặt hàng quanh năm để cho anh em biểu diễn lân sư rồng. Nhưng mà vào cái dịp trung thu này thì cái đơn hàng số lượng nó tăng lên rất là nhiều. Đó, tại vì là ngoài cái việc mà các anh em chơi chuyên nghiệp đặt thì ngoài ra là còn có các cái khu phố hay là các cái xã thôn họ mua về cũng để chơi các cái tụ điểm ấy. Thì nói chung là nó số lượng rất là lớn. Đại khái là vào một tháng nay thì nó vào khoảng tầm 150 đầu lân đến 200 đầu trong một tháng này. Ngoài cái việc mà mình sản xuất đầu lân ra thì bọn mình còn có thể cung cấp các cái mặt hàng mà liên quan đến biểu diễn lân sư rồng, hoặc là loại hình khác là các cái chú hề, chú tễu, hoặc là chú tôn ngộ không. Đó, còn ngoài ra thì chúng mình còn có thể tập luyện để biểu diễn cái lân sư rồng này. Các sản phẩm được làm thủ công nhận được sự yêu mến của khách hàng. Các đơn hàng và công việc bận mải, nhưng tình yêu với trình diễn múa lân sư rồng của hai chàng trai Phố Hiến vẫn giữ nguyên vẹn ngọn lửa đam mê, thậm chí còn truyền tình yêu đó cho lớp trẻ. Cứ sau mỗi buổi làm việc trên sân Ủy ban huyện Quảng Châu, các lớp múa lân sư rồng được anh Tư và anh Trung tổ chức được các bạn trẻ ở địa phương háo hức tham gia, không chỉ tập trung vì trung thu mà còn để rèn luyện sức khỏe cho các em có môi trường vui chơi. Sau giờ học thì tất cả thời gian còn lại em dành cho đội lân đấy. Sau những buổi học thì em cảm thấy rất là vui vẻ và thoải mái ạ. Hiện tại em đang là sinh viên ạ. Thì em thường hay dành thời gian đó là cuối tuần em về nhà và tập luyện bộ môn này. Một mùa trung thu nữa lại về, những đơn hàng từ khắp mọi nơi đổ về xưởng sản xuất càng thêm tấp nập. Cười trên sân tập múa lân sư rồng vẫn vang lên đều đặn với tiếng cười của trẻ nhỏ và tình yêu với lân sư rồng của cả hai chàng trai.